Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý của bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua có rất nhiều các anh các chị cô chú ở tất cả các tỉnh rất xa về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm người thân, tìm vợ, tìm chồng và tìm con. Đặc biệt buổi sáng nay rất nhiều câu chuyện là rất phức tạp. Hôm nay là một anh trai ở một tỉnh rất xa, hôm nay về đây cầu cứu báo tin cho anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm một người vợ. Đặc biệt là một người vợ ôm rất nhiều tài sản của chồng, của gia đình đi. Và câu chuyện này vô cùng phức tạp. Hy vọng là quý vị xem hết video này để hiểu rõ câu chuyện ngày hôm nay. Dạ xin phép chào anh trai nhé. Anh có thể anh giới thiệu cho cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội đã theo dõi rồi hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương biết được anh họ tên đầy đủ là gì? Mình tên đầy đủ là Nguyễn Trung Nghĩa Giang. Nguyễn Trung Nghĩa Giang. Nhị Giang. Nhị Giang ha. Anh nhiêu tuổi đây anh? Này là 44 tuổi. 44 tuổi ha, mình nguyên quán ở đâu anh nha? Ở Tây Ninh. Tây Ninh ha. À, anh lấy vợ lâu chưa? Lấy vợ năm 13 năm ạ. 13 năm ha. Gọi là hơn 30 anh lấy vợ ha. Hơn 30. Dạ. Yeah. Anh chị lấy chồng lập gia đình được mấy người con rồi? Hai người con. Hai con trai gái anh? Đứa con gái thằng trai hai đứa. Dạ, hai bé năm nay nhiêu tuổi đây anh còn học không? Bé lớn học lớp 6, cái nhỏ học lớp 1. Nhỏ học lớp 1. Yeah. Anh cho biết là vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Trần Thị Hoa Đẹp. Trần Thị Hoa Đẹp. Điệp. Điệp à, hoa lan Điệp đúng không? Yeah. Vợ anh nguyên quán ở đâu? Ở Tây Ninh. Quê Tây Ninh luôn. Yeah. À, hai vợ chồng mình có đăng ký kết hôn không? Có. Yeah. Trước đây mình yêu nhau hay là mai là mối? Yêu nhau, quen nhau, cưới. À, quen nhau lâu không anh? Quen thời gian quen thì cũng lâu mà tại vì lớn tuổi thôi cưới luôn. Quen mấy tháng anh? Mấy ngày? Quen thì cưới luôn mấy tháng, hai tháng. Được hai không? Mình lúc bây giờ mình gặp nhau tình cờ gặp nhau ở đâu mà quen nhau anh? Tình cờ. Hay là mình biết nhau trước? Nói chung cũng tình cờ ngồi uống cà phê rồi gặp nhau rồi nói chuyện rồi thấy dễ thương đúng không? Dạ. Mình quay lại trò chuyện đúng không? Từ lúc đó quen ha. Dạ. Rồi hai người thì mình quyết định tổ chức gọi là đám cưới. Hiện đến giờ phút này là anh chị là đang làm công việc gì? Mình thì cũng ở nhà làm ruộng cao su rồi này kia nọ vậy đó. Làm vườn làm rẫy đúng không? Dạ. Anh cao su là của nhà mình hay là của người ta? Của nhà. Của nhà nhiều không anh? Bao nhiêu hết? Lúc trước thì 4 hectare mà giờ bán mất rồi, bán lấy tiền đi mua lại đất khác. Còn cái phần sau thì mà bán là 1 tỷ 6, vợ ôm mành ruộng cũng 5 ruộng. Trời ơi. Anh cho hỏi này, em chưa khoan, em chưa nói cái hỏi cái vấn đề mà vợ ôm tiền đi. Hiện nay ở quê nhà mình ở Tây Ninh đúng không? Dạ. Anh có nhà có cửa chưa? Có. Nhà mình xây hay là nhà của ba mẹ? Nhà của ba mẹ. Có mua thêm cái nhà, nhà cấp 4 cũng cũ hơn muốn hơn rồi. À, coi là cũng có mua rồi đúng không? Mà vợ không ở. À. Ở qua nhà nhóm em bỏ đây, qua nhà nhóm em năm năm mấy, đến nay rồi cái thấy gì tình vợ chồng thì nó dặn nữa đi. Anh cho em hỏi thế này, em chưa hỏi là vợ anh bỏ đi. À. Hai vợ chồng anh sống với nhau á gần đấy năm rồi, con anh đã mười mấy tuổi rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Hai vợ chồng anh có hạnh phúc không? Cuộc sống hôn nhân anh thấy làm sao? Có hạnh phúc, lúc trước có hạnh phúc. Trước là khoảng bao nhiêu năm rồi anh? Nói chung là học không hạnh phúc, này là 2 năm. À, mới có 2 năm thôi. Ừ. Còn trước đây cuộc sống là rất tốt đẹp. Rất tốt đẹp. À. Vợ anh làm công việc gì? Nó ở nhà lúc trước thì làm nội trợ, sao giờ đi cho vay đặng lãi cản á, giờ nó quay. Đâu, là cho vay đặng lãi là bao nhiêu năm rồi? Này khoảng mấy năm, 2-3 năm vậy đó. 2-3 năm nó có là từ khi vợ cho vay làm lãi đến giờ phút này là vợ chồng không hạnh phúc. Không hạnh phúc. Đúng không? Ừ. Còn là trước cái thời điểm mà vợ không cho vay làm lãi, vợ đang ở nhà. Để gọi là nội trợ, gọi là phụ chồng và nuôi con. Ừ. Là cuộc sống rất tốt. Rất tốt. Dạ, kinh tế gia đình ổn không anh? Ổn. Ổn nè. Ổn thì cũng được đói. Nói chung là không có gì gọi là mình đáng bàn, đúng không? Vậy là vợ anh ai bày hay là ai bàn cách cho vợ anh cho vay làm lãi? Thằng tình nhân nó bây giờ là thằng tên là Bù Đạch á. Tên là gì? Bù Đạch Phạm Thanh Hùng á. Tên Phạm Thanh Hùng. Biệt danh là Bù Đạch. À, quê ở đâu? Ở Tây Ninh mà với Long Giang, Long Chữ. Long Chữ Tây Ninh ở đâu ta? Long Chữ là đâu? Long Chữ Bến Cầu á. À, ngay Bến Cầu. Rồi, em biết. Bến Cầu Tây Ninh biết. Rồi. À, vậy là từ khi vợ anh quen một người đàn ông gọi là người nhân tình. Cái người đó nhiêu tuổi này? Năm mới 30 tuổi. Ôi trời ơi, là trời ơi. Anh năm nay 44. Vợ này 40 mà nó quen tình nhân. Mà vợ 40. Ừ. Chết tôi rồi.
Vợ 40 tuổi. Dạ. Quen người đàn ông này gọi là một thanh niên rất trẻ. Rất trẻ, mới 30 tuổi, ở tàu hôm đó tàu 15 năm tàu mới về. Trời về đất luôn. Ơi. Vậy chị ke nữa, hốc chị ke ma tí. Này. Vậy là đi chạy từ lúc 16 tuổi. Ừ. Đến giờ này 30-31 rồi. Về mất 2 năm là giờ vợ em cũng sắp cho nó hồng với nó hai miếng đất với mua cho nó chiếc xe du lịch nữa mà chiếc xe giờ chạy nó đến tên. Ủa rồi. Sao mình không biết? Nói cho xe là không biết, còn hai miếng đất á. Nhưng mà tài sản tại sao mình không biết, tài sản chung mà sao anh biết ai là người nắm giữ tài sản? Tài sản vợ cũng giữ hết. Anh cầm hình đây, cầm hình vợ đây. Tài sản là ấy như mình tình vợ chồng mà thôi cũng ấy chi thì cũng thân thương nhau thì thôi nó giữ ra chồng giữ vợ giữ cũng giữ hết. Này thua. Vậy là từ trước giờ là tài sản tiền bạc kinh tế vợ chứ vợ giữ hết, mình chỉ đi làm thôi. Còn anh không biết gì về tiền. Nói thẳng như vậy đi. Nói thẳng như vậy đi. Rồi vợ anh nắm kinh tế từ trước giờ. Ừ. Còn là bao nhiêu anh không có quan tâm, dư bao nhiêu anh không quan tâm. Không quan tâm. Cứ đi làm về được tiền vợ. Cứ vậy thôi. Vậy là cách đây khoảng 2 năm là 2021 đúng không? Rồi. Cái thời điểm trước dịch hay sau dịch anh? Khoảng ngay dịch á. Ngay dịch trước dịch mà lâu vài tháng ha. Tại sao vợ anh lại biết cái người đàn ông đó? Đó đi cứ đi cho vay nặng lãi. À xong vợ anh vô tình gặp. Đi lên đó cái gặp trà đậu nói chuyện với nhau cái làm em nuôi. Ô trời ơi em nuôi ơi là em nuôi. Làm em nuôi cái tà động vô cái chị ruột này rồi cái bài cái em mua chị ruột. Ừ. Cái à. bán đất thằng cái vợ đưa ai bán làm. Sao tại sao mình gia đình mình ai là người bày khách bán đất, nói chung mình cũng là tính là bán mua cho này sẽ đất dần đất shop đó bán này mua đó, kiếm lời. Ừ. Sao bán lại mình mua luôn, nói chung là bán cũng nhiều phần mua làm được 2-3 phần còn cái phần này là bán sao. Bán xong tại sao anh không kiểm soát, anh nói về tiền ở đâu, để đâu, giữ đâu? Thì vợ chồng thì để cách sắt thôi, để đưa ra đi làm riết không thấy không được. Không thấy biết nó ngoại tình rồi nó không được thôi nghỉ. Làm khác cái gì liên quan với nhau thì chia ra hết, không có hồng nạp gì nữa hết. Cho vay nặng lãi là tao báo công an à. Ừ. Cái quay lại cái thằng người tình của vợ á, dắt 3-4 thằng lại bao nhà chửi tôi thì hàng hạ. Họ tới liên quan là nó con tôi đi học rồi có chuyện gì mà nó không chịu trách nhiệm. Ồ, là người tình, bạn bè của người tình của vợ anh. Ừ. Về tận nhà luôn, thăm chỗ anh luôn. Thăm vợ luôn, hai lần ban ngày, một lần ban đêm. Có xăm chỗ không? Có xăm đầy mình hết áo. Trời ơi, vậy anh nhìn như vậy anh sợ không? Dạ. Sao mình không giải quyết luôn? Chắc... Mình anh chơi lại không? Nó 4-5 thằng có mình sao chơi? 4-5 thằng cửa nhà mình giặc đến nhà đàn bà cũng phải gân chứ. Nó đứng ngoài đường, đứng ngoài cửa. Mình dụ nó vô, mình nói chuyện thằng ngoài nào. Nó vô, nó mày vô nhà tao, nó chuyện không vô. Nói người tao vô nhà mày, ấy tao gài đầu tao vẫn không vô kêu ra ngoài cửa hôn đó. Ừ. Mình bị lừa nó ăn ở tù nhiều lắm, nguyên bang ở tù tội không à, nguyên bang luôn à. Ừ. Bọn tôi nó quê đâu, cũng quê Tây Ninh không à. Ồ. Cũng cái vòng vòng sớm ở bến cầu Long Vĩnh đâu vậy không à. Nó còn là bọn chợ lắm hả. Ừ. Thằng nào cũng ở tù 2-3 khóa đó à. Có bao nhiêu khóa mình không quan tâm, nhưng quan trọng là cái bản lĩnh đâu nha. Ừ. Quan trọng hơn nhau là cái bản lĩnh. Rồi bây giờ thế này, vậy là tôi đến nhà hăm dọa. Ừ. Và từ lúc đó là vợ anh có ngăn cản không? Không. Tại sao? Cái còn đi phe còn nói là cho lên làm vậy cho hầu cho bỏ tạc. Này vợ hư rồi. Thế tại sao mà mình ba mẹ vợ hoặc gia đình anh có biết cái chuyện này không? Nói chung là từ hồi mà cặp với đó là ba mẹ vợ gì nó chửi không còn là dòng ai nhắc tới đó, hắn nói đó là chửi hết. Rồi. Nói như vậy em hiểu rồi. Ba mẹ vợ mà chính vợ cũng còn chửi này em hiểu rồi. Là con người là đẳng cấp rồi. Đây là hệ đẳng cấp thu giữ rồi, không đơn giản đâu. Trước đây cái ngày mà anh mới yêu mới quen anh thấy vợ anh có hiền không? Không, cái tánh đó thì thầm thẳng chứ không phải dữ. Ừ. Nói thẳng trốn nào trốn mà trạc là mà khúc sau này nó mới dữ quá dữ luôn. Tại sao đổi tính vậy anh? Tại nó cặp gì đó đó là ta đổi tính rồi mặt mày cắt mày nó sửa kéo mày kéo mí lên. Trời đất quý tánh ơi, cắt mí luôn. Cắt mí cắt đó không phải như vậy đâu. Vậy sửa, là, vậy sửa. Là tự nhiên nè. Và sửa hết chưa? Sửa hết rồi. Và đôn ngực đôn đít là sửa hết rồi. Nó thì bự sẵn nó không nói đi mà cái mặt thì nó cắt. Ồ. Kéo mặt kéo răng kéo chân mày rồi hết đó rồi. Kéo mày răng luôn. Nhưng mà chắc đẹp đúng không? Kéo hồi đó thì đẹp vậy, đẹp chứ ghê lắm. Ôi trời ơi, đất quỷ thần ơi, thua. Trước cái đẹp mà bây giờ ghê. Đã đụng dao kéo vào là nay mai là tắt điện hết. Ừ. Nha, là không giống ai hết. Một thời gian là tự nhiên nó biến dạng. Rất nhiều người rồi. Hiện giờ không giống ai đó. Ừ, rất nhiều người hiện nay là bị biến dạng rồi. Cho hỏi nè. Cái số tiền ấy, mà anh bán đất lần cuối cùng. Ừ. Hai vợ chồng anh bán đất. Ừ. Để lấy tiền để mua đất khác, mục đích chính mình kinh doanh bất động sản. Mình gọi xào qua xào lại đi. Nói chung là mua rồi, còn cái phần cũng để dành nha, có chi phí để xài trong gia đình chứ không phải là mua nữa. Chi sao anh để hơn tỷ chi để ít thôi. Nhà cha mẹ già mà. Cha mẹ già mình để nhiều, để 100 triệu được rồi. Trời. Còn đâu mình để đó. Kinh tế nữa mà cuộc sống hai đứa con. Gửi ngân hàng. Bệnh đau thì cha mẹ thì bệnh già bệnh tay biết mình phải. Ba mẹ anh còn nhiêu tuổi rồi?
ba nay 90 rồi. Không, em đồng ý, em biết là anh suy nghĩ xa là tốt. Đấy là một người con có tầm suy nghĩ. Là mình con út trong gia đình hả? Em biết là cái việc gì sau này mình cũng là gánh, hiểu cái điều đó. Thế nhưng có điều em thấy anh để 1 tỷ 6 nhà, cái nhất là rủi ro rất cao. Một là mất trộm mất cắp. Hai là vợ mình anh không kiểm soát được, là vợ sẽ nảy sinh tình cảm với người khác, là vợ ôm tiền. Mà đại điển hình như đến giờ phút này là anh khẳng định là vợ anh quen đấy, gọi là một thanh niên, gọi là bậm trợn, gọi là Đào Thanh Hồng đúng không, Đào Tiên Hùng, Đào Thanh Hồng, Đào Thanh Hùng, là một tên này gọi là bất nhân bất nghĩa rồi. bắt nhân bắt nghĩa với người ta đâm chém tầm lông đập nhà đập cửa người ta có ra không? Tại sao báo không ai, anh báo công an chưa? Người ta không dám báo nè, trong camera còn có tôi là trong đây đó. Rồi bây giờ em hỏi anh, tại sao cái phi vụ này mình không báo công an? Đó đâu phải nhà mình đâu mình báo, đó người ta không báo thôi chứ Không không nhớ tới nhà mình hăm dọa nè. có báo Báo chưa? báo rồi, công an địa phương luôn biết trong đêm có chúng bảo vệ hết một đêm. Rồi xong rồi sao nữa? Nó công an tới cái nấp, công an đi cái chạy xe quay qua quay lại đẹp đâu hai ba quận vậy đẹp, dụ nó vô là mình làm luôn, cân luôn, dụ nó vô mình không vô không cho mình nhé. Ban đêm anh ra nè, nghe nói mình nó băng giang hồ qua Campuchia qua từ chuyện nó cam thì không không có có quan tâm. để em nói hết. Nó nghe nói đoạn ấy là nó mới băng có mua súng ngắn luôn, bởi vậy đâu có dám tiếp cận nó. Nghe đồn thôi nha, đây là đồn thôi anh. Không mà có đó thì chắc có 80% thôi. 8 hay 9 hay 100, mình quan trọng là nó cũng một 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 thân một mình cũng một mình, nó bao bốn người chứ không phải một thằng mình đâu. Cần hết, cứ dí một thằng là một tất cả chạy. Đấy là cái kinh nghiệm. Thôi bây giờ này, chuyện này mình bỏ qua đi nha. Em không có xúi giục kích động bất kể ai hết. Đấy, nhưng đó là anh thôi, và anh người khác thì nói cái chuyện câu chuyện đó, nó phức tạp rồi nha. Bây giờ này, nội quy này nói chuyện về cái cô vợ, câu chuyện của tìm vợ. Rồi. Và là vợ ngoại tình, anh khẳng định là vợ ngoại tình đúng chính xác không? Chính xác. Anh đã bắt được ôm nhau hoặc đi cùng nhau chưa? Đi, dạ đi suốt, dắt đi suốt luôn, đi luôn rồi. Mướn nhà trọ nãy đi, bỏ nhà đi mướn này mấy tháng nay luôn rồi. Anh có nghĩ tin rằng một thanh niên là bậm trợn mà năm nay 30 tuổi mà mà lái vợ anh đây, cần lấy tháng qua mấy năm qua nó lấy này? Tôi biết là nay khoảng từ hồi trong Tết tới nay á, để mới mua cho hai đứa, hai đứng hai phần đất chung mà. Ôi trời ơi, vậy là hiện nay xe hơi xe vợ hơi mua mua hai phần đất cho nhân tình, cho nhân tình mà để chị của nhân tình đứng tên hai. Nó sợ để nhân tình đứng tên là tại vì đó tàu giờ nó nghèo thật chứ xe không có đi mà. Mà bây giờ mới xe hơi xe gì rồi, xe gì rồi, xe hơi xe gì, xe bảy chỗ Innova hay là Fortuner, Mitsubishi Xpander đúng không? 700 mấy hay 600 mấy triệu đúng không? Đúng rồi. Xpander đời mấy anh? Mới mua này là mấy tháng nè, mới mua chắc đời 22 rồi. À, chắc 700 mấy, chắc là tầm trên dưới 700 rồi. Vậy là cái số tiền đấy là anh khẳng định là tiền của anh, tiền của gia đình. Thì đúng là tiền gia đình. Giờ em kêu để đưa tiền về trả cho ba luôn, mà không còn tiền trả cho ba luôn. Là cho hỏi thế này, đến giờ phút này từ khi vợ anh bỏ đi đến bây giờ là bao nhiêu tháng rồi? Mất tích. Nói chung mất tích thì không mất tích, mà anh đi về anh đảo vậy, chạy về nhà nhỏ em nó cái quanh ra là anh đi luôn cái tối ngày sáng luôn chứ luôn. Xong về đâu phải nhà mình đâu đuổi, tại đó là nhà nhỏ em đó. Còn mình phải bảo nó học là gần là năm mấy rồi. Ôi trời ơi, mình thấy gì thương con thôi, để ráng chiều để cho vợ đứng thinh đi luôn rồi qua lại thăm lơm con cái thôi. Em nhìn anh cũng rất mảnh trai chứ, đâu phải đơn giản đâu. Nói chung là ông già buồn, ông già nói thôi hả, ông già cả làm đơn lôi thôi ra hai đứa nhỏ tội nghiệp nó. Em nhìn anh cũng mảnh trai không phải đơn giản. Bây giờ thế này, vậy là hiện nay con anh có biết là vợ đi theo nhân tình không? Biết. Biết luôn, con anh có ngăn cản hoặc con anh có tâm sự gì với mẹ không? Nó nít mà là gã con nó chẳng quýnh chửi tầm không, sao mày được dám nói với nó hả? Vậy là hiện nay con anh rất sợ mẹ. Con anh có thể chia sẻ với anh là mẹ như thế không? Không, nói nó cái nín thần thôi. Hiện nay vợ anh đi từ ngày đó giờ phút này, vợ anh có trợ cấp cho các con anh ăn học không? Có. Còn là vẫn gửi tiền để trợ cấp, nói chung cũng gửi tiền trợ cấp là tháng mấy triệu vậy đó. Còn là cái việc đi này, theo mấy người đàn ông khác là cứ đi. Còn hiện nay thì theo anh, hôm nay anh về đây anh nhờ anh em hiểu chứ Bình Dương là anh chia sẻ cái câu chuyện là vợ theo nhân tình mà vợ ôm mất 1 tỷ mấy, tổng cộng tỷ mấy đây, đó là 1 tỷ 6. 1 tỷ 6, gọi là chính xác là 1 tỷ 6 rồi. Còn hơn nữa thì liệu có khả năng còn hơn không? Còn hơn, mà tại vì tiền nó giữ là mình không có kiểm soát, đâu có điếm chi. Là anh chỉ biết là 1 tỷ 6 nhưng cái mặt cuối cùng á là hiện nay số tiền đó là đã nuôi nhân tình rồi, nuôi nhân mua tình xe mua đất rồi. Rồi bây giờ liệu vợ anh có quay trở về cùng với anh với con anh không, theo như anh? Không, không rồi. Vậy hôm nay anh đến đây anh nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương là cụ thể là anh nhờ tìm vợ về hay là lên tiếng để cho vợ biết? Lên tiếng là với cho vợ biết, với bắt cái thằng đó để con mình còn quá nhỏ đi học mà ham có chuyện gì, tại cho vay nặng lãi thì phải liên quan tới cái công an nhà nước. Mà nó có chuyện gì là con tôi là nó không chịu trách nhiệm. Hiện nay các con của anh đang ở đâu?
đứa nhỏ thì nó vợ thì bỏ đi rồi, đưa gửi lên cô phải cô giáo cho Không, đi em đang học. hỏi con của anh nè. Là hai đứa giờ đang ở Một đâu? đứa ở chung với nội với tôi, còn một đứa nhỏ thằng học lớp 1 có thì lên bà chị thứ bảy chỉ về học rồi đã đi học luôn. Chị bảy chị vợ hay là chị chồng chị hay chị anh? chị tôi. À rồi. Có nghĩa là hiện nay là không ở chung với mẹ. À. Rồi. Bây giờ anh sợ nhất cái điều đó, là sau này thanh niên nó hăm dọa hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe tình trạng đi học hành của đứa con nít em, nữa. con của anh đúng không? Bây giờ này ngày hôm nay anh phải báo chỉ báo cơ quan công an đi nha, vụ việc bây giờ có những thông tin này, camera hình ảnh hay là tin nhắn đe dọa khủng bố tinh thần, Nói chung nó là đứng lại chửi không làm sao đâu, có tin nhắn quay làm phim sao, này tình cờ đúng không, vô mình đứng ngoài cầm thùng nước đứng ngoài lấy gì quay phim. mình dụ nó là cho chửi tiếp để quay phim nha, đó nó cũng là một cái kinh nghiệm. Bây giờ anh sợ nhất điều gì? Nói chung là tôi giờ bây giờ tôi cũng nói là cái cho vay nặng lãi thì nhà nước cũng nên truy cứu vô cái khoản đó rồi, Nhưng chứ mà anh có bằng chứng không? nhặt đại nhóc gì đó bên đó công an có, người ta có ăn kết đại nhóc hết rồi. Có nói trong có bằng chứng rồi đúng không? Và anh cho vay nặng lãi là bao nhiêu phần trăm anh biết không? Nó không có đưa mà thằng kia đưa, hiểu không? Bây giờ thế này, anh có mong muốn vợ quay trở về với anh Không, bây không? giờ là như vậy là chửi hả, tôi ra là gạt thấy nó về tới là tôi lại tôi nói chuyện với thầy em ơi này kia nọ, thôi nghỉ làm đi về con cái này kia nọ, chửi toàn thằng cha đi mẹ tôi không, mà làm Trời, sao mà tôi nấy được. vậy thua. Bây giờ này, cái số tài sản em hỏi một câu chuyện rất tế nhị, tài sản hiện nay anh còn không? Nói chung tài sản chung cũng còn Bây giờ anh muốn là chia cho vợ nữa không? Muốn không, chia không? Không à? là tôi để giữ lại là nguyện vọng tôi giữ lại cho con tôi tới Được rồi. 18 tuổi tôi chia cho hai đứa nữa thôi, chứ tôi không có Rồi muốn lấy anh vợ em thì sẽ bày cách cho anh để anh không chia cho vợ nữa. Bởi vì vợ ôm bày quá nhiều rồi. Nha. Lát nữa là anh em xong trò chuyện xong, anh em mình sẽ Bình Dương để chia sẻ với anh. Để anh sẽ giữ lại những cái số tài sản nó một cách tốt đẹp nhất, để hy vọng là ngày mai các con của anh có một chút vốn hay có nhà có cửa có nhà có cửa nhá. Chứ đưa cho vợ anh thế này thì em nói thật là thất kia bại nữa là nó đưa cho ăn hết, này thua. sẽ ăn quá nhiều rồi mà ăn cửa khẩu dữ lắm rồi, giờ cứ À, mai chở cho con bây vậy. giờ anh muốn ly hôn hay là anh muốn để như thế này? Vợ tôi đã lên tòa rồi Rồi, đưa đơn ra tòa rồi đúng không? rồi Đưa đơn ra tòa là cụ thể là tòa mời chưa? mới có gửi giấy mời kìa, Gửi cho mày về cho anh rồi. rồi Hẹn ngày nào lên anh tới chịu anh biết chưa? ngày 29 tây tháng 5. Rồi, 29 nó cũng sắp rồi. Là chuẩn bị anh lên tòa để giải quyết bộ phi vụ ly hôn để vợ anh đi theo ngoại tình cho nó dễ. Đúng không? Rồi, thôi việc cá nhân đời tư của vợ anh. Anh còn muốn chia sẻ gì trên video này không? Dạ tôi có mong là nói chung là ngoại tình mình phải bắt được tay trận, mà chở đi tôi ha, tôi nói nó không có, mà tao nói từ nay trở về sau mà tao thấy mày chở vợ tao tao cho đâu đâu tao đâm mày đó, nói mà giờ nó chở đi luôn rồi, hai đứa mướn nhà trọ, nó mướn đâu bên làm cho vay tiền đâu bên Campuchia bên Thomo đâu bển á, nay nó đi bển ở bển mướn nhà trọ đâu bển luôn rồi, em Bây tiền giờ đâu hiện nay là số điện thoại của vợ anh hay còn thông tin vợ anh còn liên lạc còn gọi đâu? Số điện còn thoại còn gọi đâu? còn gọi được mà em gọi là anh tắt ca bỏ à, Gọi được còn là tìm được là biết vợ anh đang ở đâu. Gọi được chỉ cần gọi được hoặc thông tin vợ anh còn sử dụng là biết được vợ anh đang ở đâu. Quan trọng là có muốn tìm hay không. Nhưng mà theo em thế này, anh đã lên tiếng như thế này thì chắc chắn là theo em nghĩ là khỏi tìm đi anh. Bởi vì một người vợ mà bán đứng chồng mà đi cặp với một thanh niên rất trẻ mà gọi là bản thân bất hảo thế này, nói thẳng luôn, thì mình không nên tìm. Em nghĩ rằng sau này còn rất nhiều người phụ nữ khác trẻ đẹp và có thể là người ta rất đàng hoàng sẽ chọn anh. Đó là em nói chuyện nghiêm túc như vậy để đi hết quãng đời còn lại. Bởi người phụ nữ như vậy thì em nghĩ là mình không nên tìm về vô ích thôi nhá. Người ta sẽ tìm cách lấy hết tài sản của anh, thậm chí anh còn gặp rất nhiều cái vấn đề khác rủi ro nữa. nhá, đúng không? Em vì vậy hôm nay thì anh về đây anh báo tin cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương. Các anh em sẽ ghi nhận và đăng thông tin nhanh nhất có thể. Mục đích chính là đây cũng là một cái lời cảnh tỉnh cảnh báo cho tất cả các cô, các chú, các anh chị. Mà thậm chí là các anh trai đang có vợ, đang có cuộc sống rất hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới mình hãy tỉnh táo. Đây là một người vô cùng đặc biệt, là vì toàn quyền giao cho vợ quyết định những số tài sản. Đến giờ phút này anh trai này như thế này là anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận là rất nhiều các anh trai, đa số là các tỉnh miền Tây rất thương vợ, chiều vợ, yêu vợ. Nhiều gia đình từ lúc bàn tay trắng đi lên đến giờ phút này kinh tế phải nói là vô cùng khá giả, đã bàn giao và có thể chuyển nhượng ủy quyền cho vợ để giữ tài sản. Đến giờ phút này vợ đã ra đi và vợ bỏ con, vợ ôm tiền để đi theo những người đàn ông khác. Đến giờ phút này nhiều anh trai giờ phút này chỉ còn một cái quần thôi, tôi tội lắm, thực sự là như vậy. từ bây giờ là nay mấy tháng nay tôi không có ngàn của mình Mất hết rồi. Lấy hết luôn à,
Mà toàn nhắn tin chửi không hả, mãi mãi giờ điện lại chửi không, chửi suốt vậy. Bây là giờ đó lúc đó hầm hầu chửi cái trang tắt máy chặn. Bây giờ thế này, tới đây có thể anh về anh xóa số điện thoại, anh hủy số luôn, anh thay anh số khác để cho người thân gọi, có những số liên hệ mà mình cần làm việc làm ăn thôi. Còn cái số này có thể anh sẽ hủy bỏ, và từ nay đi là mình cũng không liên hệ cho vợ con nữa. Đồng ý là anh em cũng chưa tư vấn và cũng chưa từng chia sẻ với ai những cái câu chuyện này. Nhưng đây nếu anh chia sẻ là thật thì thực sự em rất là tiếc là một người vợ hết thuốc chữa rồi, gọi là hết thuốc không còn gì. Nếu vợ anh mà mập mờ thì nó điều rất là khác. Nhưng vợ anh đến giờ phút này mà chửi cha mắng mẹ, cái thứ nhất là một người con bất hiếu, cái thứ hai là một người vợ gọi là thế này thì nói thẳng là không chấp nhận được nữa, hết cách rồi. Vì vậy cho nên là em khuyên thật anh một lời khuyên chân tình, anh về dáng yên tâm tư tưởng để trong thời gian tới thì anh còn phải nuôi các con của anh. Và đặc biệt các con của anh hiện nay thì thiếu tình thương của mẹ, nhưng anh là người cha, anh phải đùm bọc lấy con anh, tránh tình con anh thiếu cả tình thương của cha của mẹ nữa. Chắc chắn là trong thời gian tới anh còn rất vất vả, mệt, rất mệt mỏi vì con anh còn rất nhỏ đó. Anh còn điều gì thì muốn chia sẻ trên video này không? Bây giờ nó ba ông già bà già 90 tuổi rồi mà nó cũng có còn gia tài sản, ông già bà già là tiền mặt để có 500 triệu là để dưỡng già bệnh đau. Mấy ông anh về mượn, anh em thì đã mượn anh không cho, nó về mượn nó thôi tháng cũng được 3-4 triệu tiền lời để sống cho gia đình. Rồi nó có đưa tháng 4 triệu thiệt mà giờ nhà thì dột. Ba kêu đưa về trả lại một cái hứa, cái nay đưa mai đưa, nay đưa mai đưa, hứa hoài mà nó không đưa. Thì đó, cái đó tôi cũng nhờ anh em ấy đặng như đặng bắt bắt đặng tại số tiền mặt trong mình nó. Bây giờ em biết, theo em biết là nói gì đó số tiền mặt ở ngoài cho ai tiền gom về này họ là khoảng trên 1 tỷ trong mình á, là bắt đặng em lấy cái phần đó lại về trả lại cho ba để ba không chết buồn mà lớn tuổi 90 tuổi rồi còn gì nữa. Còn anh mong muốn nhất là anh sẽ tìm được hoặc gặp được bắt sống bắt vợ sống ông ở trong phòng với thằng đó. Dạ, là không mình có quạt là không mình có chứng là anh sẽ trực tiếp anh sẽ lấy toàn bộ số tiền đó về trả lại cho ông già. Dạ, nên là đấy là cái niềm mong muốn nhất của anh. Đúng. Dạ, anh có điều nào muốn chia sẻ thẳng thắn trên video này, hy vọng là vợ anh chắc chắn sẽ xem video này. Anh có còn điều nào trong mấy năm nay anh chưa chia sẻ được hoặc anh không nói chuyện được này, hy vọng là anh nói chuyện trên video này. Nay là một năm mấy nay là vợ chồng không lợi gà, không lợi gà, không ấy gì hết. Mở lại cho nó em ơi, thì tối em con nó cứ nói ba ơi, thằng nhỏ lớp một đó ba ơi, thì gia đình mình đi ăn bữa cho nó vui. Cái tôi mới điện cho nó, em ơi con muốn đi ăn thì vợ chồng mình gia đình mình đi ăn cho nó vui. Quay lại chửi tôi, cha con mày đi đi. Rồi nó đây nó đi điện với tình nhân. Rồi đi về mới ra mấy ngày, đi về nhỏ gái lớn thấy mẹ anh về. Cái tôi chạy xuống, nhỏ gái nó thôi lâu lâu mẹ về con về tối đêm nay ngủ với mẹ. Cái tôi vô, cái kêu con đậu tôi về. Cái con nhỏ gái lớn nó nói bà nhớ mẹ, bà nhớ chứ con, mẹ bỏ ba theo người ta thì bà phải nhớ chứ. Lâu lâu về gặp ba hỏi thăm mẹ chút. Chửi tôi qua trời luôn, chửi không còn toàn trai cái đĩ mẹ tôi không. Thua, nói chung là hết đức, hết sạch. Rồi cái tôi đi về đây đuổi con nó về nội luôn. Vậy nhỏ gái về họ đặng đây cái chắc xe là đi với tình nhân luôn. Quen với một thanh niên rất trẻ mà lại bản thân là thì ke bất hảo thua, nói chung người phụ nữ này hết xài, nói chung là chắc chắn là thanh niên này đã dụ vợ anh như này mày. Chắc chắn là không bao giờ ở bên vợ anh đâu, đây là em khẳng định anh rồi. Nó có bầu, nó dụng ngoài tiền cho mua vàng cho nhỏ đeo đỏ mình với bà già, nó sửa nhà sửa cửa cho bà già nó ráo rồi. Nay mày vợ anh sẽ còn cái lịch thôi nha. Nhưng mà đến lúc bây giờ anh nói thật là quay về anh cũng đừng có nuối tiếc gì cả nha. Đúng rồi, bởi vì mình không nên nuối tiếc một người phụ nữ như vậy nha. À bây giờ là tôi cũng có cái này nữa, bây giờ cứ hả nó nhắn tin thằng đó anh suối làm sao tôi cũng biết, mà nhắn tin nó mới chia tài sản nó đi chơi cho đã. Nó điện thoại đó, điện thoại tôi đã nói vậy, tôi cũng mong muốn làm sao mà bắt được quả tang rằng tôi nhà nước có pháp luật rằng cho nó không còn liên quan tới tài sản để tôi giữ lại sao mà cho có con để nó quậy chia ra là con nó khổ nữa. Rồi em sẽ bày cách cho anh nha. Em không bày cho anh, nhưng mà những người như thế này bày cách để mục đích chính là giữ lại toàn bộ tài sản đó, sau này anh còn nuôi con. Chứ bây giờ anh chia cho một người phụ nữ như thế này là người ta lại đi nuôi hết, nuôi người khác hết, thực sự rất tội các con của anh. Thôi cuối video này anh còn điều nào muốn chia sẻ trên video đồ hiệp sĩ của Thành Bình Dương không? Dạ, nói chung là bây giờ tôi cũng mong muốn làm sao là bắt được hiệp sĩ Bình Dương, bắt được đặng tôi giữ lại tài sản cho con, đặng nó không có được quyền liên quan tới nữa, rồi nó lấy nhiêu đó lấy từ từ đi luôn đi.
Chứ về nhà làm chi mà cho con cái nó nhớ, nó đi đi về con ôm khóc để bỏ ra anh đi, cái dạy hoài là tôi không có được. Còn cái kiểu cấp dưỡng thì nó tùy mẹ nó muốn cấp thì cấp cấp thôi, chứ tôi cũng hết còn mong muốn gì rồi. Cậu dữ lắm, là đây là mấy tháng nay tôi đâu có ăn uống gì nổi đâu. Thôi bây giờ anh cố gắng về bình tĩnh, em thấy anh con người rất bản lĩnh, nhiều người về đã khóc nức nở luôn bởi vì không giữ được bình tĩnh. Nhưng mà em đánh giá anh là một người rất bản lĩnh, dám lên tiếng và dám chia tay và dám thành thật, thì anh là một người rất ok đó, em thấy được. Như vậy là rất được chứ không phải là không được, vì chuyện gì nó đã xảy ra rồi. Còn bây giờ anh muốn níu kéo lại chắc chắn là nó cũng chỉ là một cái xác không hồn thôi, đúng không? Nếu kéo lại là chẳng qua để cho tạo cái bằng chứng cho cái lừa đảo mình, hoặc hay kéo cái chuyện khác nữa là làm sao. Thứ này không hết xài đâu. Thôi cuối video này em xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Quân Bình Dương, bởi vì trong thời gian vừa qua anh em hiệp sĩ Bình Dương cũng nói chung mất rất nhiều công sức bỏ ra để giúp đời giúp người, giúp rất nhiều các trường hợp, rất nhiều các em gái đã quay trở về. Nhưng mà một số, đặc biệt là một số các em gái quay trở về nhưng mà về vài bữa lại lừa ôm tiền vàng bạc đi bỏ theo những người đàn ông khác, thực sự rất đáng tiếc. Nhưng mà hôm nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận thông tin này, một anh trai quê ở một tỉnh rất xa, đi về đây thì cũng cả hơn 100 km, vượt xa cái quãng đường về đi mấy tiếng hồ để về đây để báo thông tin, nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tin để tìm một người vợ, mục đích chính là tìm bắt được quả tang thông tin là đang ngoại tình, để mục đích chính là cho anh trai này giải quyết cái việc ly hôn và giữ lại tài sản. Đây là câu chuyện rất đáng tiếc của anh em đội hiệp sĩ Bình Dương, câu chuyện này không ai mong muốn điều đó xảy ra. Nhưng mà thôi, cuối video này cho phép công trần xin thay mặt đội hiệp sĩ Bình Dương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe anh cũng như toàn thể gia đình anh cũng như các con anh. Hy vọng trong thời gian tới gia đình mình gặp nhiều may mắn, hy vọng là sau cơn mưa trời lại sáng anh nhé. Cuối video này cho phép công trần xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.